Mới đây, trường Trung học phổ thông quốc tế Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh vừa có buổi làm việc với đại diện của hơn 1.200 phụ huynh đang có con học tại trường và kế hoạch tái cấu trúc trong thời gian tới. Theo biên bản làm việc, ông Hồ Quang Trung, thành viên hội đồng AIS cho biết, tình hình tài chính của trường gặp khó khăn. Trường đã nêu ra nhiều phương án để mời gọi nhà đầu tư hợp tác nhằm duy trì hoạt động. Song song đó, đối với số tiền phụ huynh đã đóng, trường dự kiến phát hành cổ phiếu cho phụ huynh. Ông Trung thay mặt trường nhận lỗi với phụ huynh về các sự việc đã xảy ra trong thời gian qua. Trường sẽ tìm nguồn tài chính để hoạt động lâu dài và sẽ có thông báo chính thức tới phụ huynh về vấn đề này. Cũng theo ông Trung, trường đang thực hiện chấm công tháng 3 cho đội ngũ nhân sự, duyệt lệnh trả lương cho đội ngũ, nhưng ngân hàng báo lỗi hệ thống nên họ chưa nhận được. Bà Chandra Magowan, hiệu trưởng nêu thực tế, có 2-3 giáo viên từ chối quay lại trường cho đến khi nhận hết lương tháng 3. Hiện hai giáo viên chưa làm hồ sơ nghỉ việc nên trường chưa phân bổ cụ thể. Đối với các lớp thiếu giáo viên, trường chuyển học sinh xuống phòng thư viện và tự học theo sự giám sát của quản thư. Đến nay đã có 5 giáo viên ngừng công tác và 15 giáo viên nghỉ với nhiều lý do khác nhau. Trường sẽ ra soát lại đội ngũ giáo viên sau kỳ trả lương tháng 3. Với tình hình nhân sự và điều kiện hoạt động hiện tại, nếu trường thực hiện đầy đủ phí vẫn duy trì được chương trình về phía phụ huynh tham gia cuộc họp, đại diện phụ huynh cho biết trường đã bị mất lòng tin từ phụ huynh do không đưa ra được phương hướng hoạt động lâu dài. Vì thế, việc kêu gọi đóng tiền từ phía phụ huynh rất khó. Vị này đề nghị trường đưa ra kế hoạch của chương trình học tú tài quốc tế và các phương án dự phòng đến phụ huynh, đồng thời đề xuất có buổi họp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, nhà đầu tư, hiệu trưởng trường và phụ huynh học sinh. Chiều ngày 2 tháng 4, bà Lê Thụy Mỹ Châu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật thông tin về tình hình tại trường quốc tế Mỹ Việt Nam, trường quốc tế ISVN. Bà Châu cho biết, theo số liệu được phòng báo cáo với tổ công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10 năm 2023, có 3 loại hợp đồng với phụ huynh. Loại thứ nhất là hợp đồng đồng hành, trường ký 6 hợp đồng với phụ huynh. Loại thứ hai là hợp đồng có hoàn lại. Tổng cộng trường ký với phụ huynh 1.231 hợp đồng, tương đương 3.600 tỷ đồng. Loại thứ ba là hợp đồng chọn khóa không hoàn lại, tổng cộng 224 trường hợp, tương ứng với 442 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Châu cũng cho biết, theo báo cáo của nhà đầu tư, vào tháng 10 năm 2023, có 328 hợp đồng đã được hoàn lại với tổng số tiền 720 tỷ đồng. Như vậy, theo thống kê đến tháng 10 năm 2023, có hơn 900 hợp đồng với 2.880 tỷ đồng chưa hoàn lại cho phụ huynh. Theo Phó Giám đốc Lê Thụy Mỹ Châu, cập nhật đến chiều ngày 2 tháng 4, hơn 50% giáo viên trường quốc tế ISVN cho biết sẽ tiếp tục ở lại giảng dạy. Một số giáo viên đang lưỡng lự do lương thưởng của họ còn bị nợ từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024. Liên quan đến vụ việc, nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc phải có các cơ chế kiểm soát việc huy động vốn của các cơ sở giáo dục, việc để các trường tự phát kêu gọi vốn nhưng không chịu sự quản lý giám sát, kém minh bạch, thông tin được ví như bom nổ chậm Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần thận trọng và tỉnh táo để không thả gà ra bắt và khi có chuyện thì luôn phải ở thế nắm dao đằng lưỡi. Hình thức gói đầu tư giáo dục từng được rất nhiều phụ huynh trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông quốc tế Mỹ Việt Nam, trường quốc tế AISVN lựa chọn. Cụ thể, phụ huynh đóng trước từ 3 đến 5 tỷ đồng tùy chương trình. Học sinh sẽ được học miễn phí và khi hoàn thành sẽ được hoàn trả 100% số tiền đã đóng. Có thời điểm AISVN ghi nhận hơn 50% phụ huynh toàn trường tham gia vào các gói đầu tư giáo dục. Không chỉ tại AISVN, các gói đầu tư giáo dục đã khá quen thuộc với nhiều trường quốc tế ở Việt Nam. Ước tính hiện khoảng 10 trường quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh đang có các gói đầu tư giáo dục. Chẳng hạn trường quốc tế Nam Mỹ UTS có gói đầu tư trị giá 2 tỷ đồng cho chương trình tiếng Anh theo chuẩn Common Core Mỹ và 2,75 tỷ đồng cho chương trình tiếng Anh Oxford. Trường cam kết phụ huynh đóng một lần và sẽ nhận lại 100% học phí sau khi học xong. Hệ thống trường ICS cũng áp dụng một chương trình đầu tư giáo dục cho năm học hiện nay 2023-2024. Phụ huynh đóng 100% mức học phí cho 9 năm học, bao gồm 5 năm tiểu học và 4 năm trung học cơ sở. Ngay trong năm học đầu tiên, khoảng 1,2 tỷ đồng cho lộ trình tích hợp học quốc tế Oxford, phụ huynh được cam kết hoàn trả 80% học phí sau khi con hoàn thành 9 năm học, tức là hơn 1 tỷ đồng. Ông Cao Huy Thảo, nguyên hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Quốc tế Việt Úc (SIC) nói: "Mặc dù học phí trường học được thu theo nghị định 81 của chính phủ, nhưng thực tế điều hành các trường quốc tế vẫn là một công ty. Vì vậy theo luật doanh nghiệp và luật đầu tư, các công ty này có thể huy động vốn nên sinh ra các gói đầu tư giáo dục, hợp đồng góp vốn. Một hình thức trả lãi của các gói này là học sinh được miễn hoặc giảm học phí." Thực tế so với nhiều ngành nghề khác, các trường tư thục nhận được sự tin tưởng hơn từ phía phụ huynh khi huy động vốn. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Huân, trưởng bộ môn thị trường tài chính, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét, họ tin vào môi trường giáo dục. Nhìn vào cơ sở vật chất khang trang để đầu tư, có ý kiến đề xuất cấm các gói đầu tư vào giáo dục, nhưng ông Huân cho rằng khó không hợp lý và thiếu khả thi, việc huy động vốn dựa trên nguyên tắc tự nguyện phụ huynh và nhà trường không cấm được. Đồng thời khi các trường sử dụng đúng mục đích, tạo tính ổn định đường dài thì sẽ có lợi cho phụ huynh. Nhiều năm tìm hiểu về trường quốc tế, chuyên gia Bùi Khánh Nguyên cho biết, phần lớn những cuộc khủng hoảng tiềm ẩn ở một trường quốc tế thường xuất phát từ khâu quản trị hoặc phát triển quá nóng hiện nay một số chủ trường vì muốn sớm thu lợi nhuận hoặc là vì tiềm lực tài chính không đủ mạnh nên muốn phát triển một trường quốc tế với tốc độ quá nhanh có trường xây mới nhưng đặt mục tiêu quá áp lực so với nguồn lực hiện có như là phải mở đủ 12 đến 15 cấp lớp hay là phải tuyển đủ 500 đến 1.000 học sinh trong năm học đầu tiên những tham vọng kinh doanh sẽ dẫn tới sự thỏa hiệp về trách nhiệm giáo dục như không tìm đủ giáo viên tốt nhân sự làm việc quá tải học sinh và phụ huynh không được tư vấn rõ ràng vòng xoay tài chính tuyển sinh luôn trở thành áp lực trong vận hành trường. Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền từng là hiệu trưởng của một số trường quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang có một cuộc chạy đua về học phí của nhiều trường quốc tế. Các trường này đánh vào tâm lý muốn cho con học chương trình quốc tế, học với giáo viên nước ngoài, nhưng có một mức học phí tiết kiệm và một giải pháp học phí tiết kiệm. Để có học phí cạnh tranh, ngoài đưa ra các gói đầu tư và gói học phí, trường còn cắt giảm một số chi phí, dễ cắt nhất là giáo viên. Bà Huyền ví dụ các trường quốc tế xịn, lương của một giáo viên dạy chương trình IB từ 1,5 đến 2 tỷ đồng một năm, kèm theo nhiều phúc lợi. Ngược lại, nhiều trường quốc tế tung ra mức học phí quá rẻ hoặc có các gói đầu tư giáo dục quá hời, thường hạ chuẩn khi tuyển dụng giáo viên. Có trường giáo viên nước ngoài chỉ được trả khoảng 45 triệu đồng một tháng, không hơn nhiều với giáo viên Việt Nam là bao và cắt luôn các khoản phúc lợi. Bà Huyền cho rằng phụ huynh nên xác định nếu muốn học chương trình quốc tế thì sẽ phải đóng tiền đắt còn nếu học chương trình quốc tế đóng tiền ít thì cần chấp nhận tình huống giáo viên sẽ có chất lượng thấp hơn. Theo ông Bùi Khánh Nguyên, các trường tư thục có chức năng giáo dục nhưng cũng hoạt động kinh doanh vì lợi nhuận đứng sau trường là các công ty sở hữu hoạt động như các doanh nghiệp thông thường với hội đồng quản trị và ban điều hành. Tuy nhiên, theo ông Nguyên quan sát các doanh nghiệp khác muốn huy động vốn qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu, vay vốn từ ngân hàng đều chịu nhiều điều kiện chặt chẽ khác. Trong khi nhiều trường tư tục tung chương trình học phí ưu đãi, gói đầu tư giáo dục, học phí không đồng lại huy động số tiền lên tới vài nghìn tỷ đồng, nhưng mù mờ thông tin, điều kiện lỏng lẻo, đẩy người cho vay nắm dao đằng lưỡi. Từ vụ việc. AISVN, ông Nguyên cho rằng các trường tư cần được quản lý theo hai vế. Các sở giáo dục và đào tạo quản lý chuyên môn còn khi phát sinh huy động vốn, trái phiếu, vay tiền phụ huynh thì cần có cơ quan quản lý chuyên ngành giám sát. Một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 35 trường có vốn đầu tư nước ngoài và khoảng 100 trường tư thục nhiều cấp học. Sau vụ việc AISVN, Sở sẽ tăng cường kiểm tra giấy phép, chương trình đội ngũ tài chính của các trường này. Tuy nhiên, do Sở chủ yếu quản lý về chuyên môn, nên về các hình thức góp vốn hay hoạt động tài chính sẽ cần thêm sự phối hợp của nhiều cơ quan. Trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có một quy chế phối hợp giữa các sở ban ngành trong việc thanh tra, kiểm tra các trường tư thục trên địa bàn. Ông Cao Huy Thảo thì khẳng định, sự phối hợp thanh tra kiểm tra nên đồng thời ở tầm cao hơn, Bộ Giáo dục và Đào tạo các bộ ngành liên quan cần sớm cập nhật các quy định liên quan đến loại hình trường tư thục, trường có giảng dạy chương trình quốc tế hay có yếu tố nước ngoài. Về phía phụ huynh theo ông Thảo, khi tìm hiểu một trường quốc tế phụ huynh nên xem xét các kiểm định của nhà trường trên trang web của các tổ chức kiểm định quốc tế thường có đầy đủ thông tin về các trường quốc tế được kiểm định tuy nhiên cần lưu ý xem kỹ trường đã đạt được chưa hay chỉ mới đăng ký đạt được kiểm định từ khi nào đã sắp hết thời hạn chưa kế đó phụ huynh nên tìm hiểu về đơn vị quản lý chương trình quốc tế mà trường đang giảng dạy, chương trình này được công nhận như thế nào trên thế giới và ở Việt Nam cho con học trường quốc tế là sự đầu tư lớn không thể chỉ dựa vào niềm tin mà không qua quá trình tự kiểm chứng. Ông Thảo nói. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.